Kính thưa quý vị, bằng chứng vũ khí hóa học được dùng trong cuộc chiến tại Syria, nhưng một số câu hỏi vẫn chưa được trả lời. Tin từ Washington DC. Tổng thống Obama trong ngày 30 tháng 4 năm 2013 nói rằng có bằng chứng vũ khí hóa học đã được dùng trong cuộc chiến tại Syria, nhưng một số câu hỏi vẫn chưa được trả lời về việc sử dụng loại vũ khí này. Trong ngày 30 tháng 4, Tổng thống Obama vẫn cho rằng nếu chính phủ Syria dùng loại vũ khí độc hại này sẽ là lúc Hoa Kỳ can thiệp. Nhưng những câu hỏi như loại vũ khí này được dùng bằng cách nào và ai cũng như khi nào loại vũ khí này đã được dùng. Vị Tổng thống Hoa Kỳ vẫn tiếp tục bào chữa về cách đối phó hiện nay đối với những bản báo cáo sơ khởi về việc Tổng thống Syria, ông Bashar al-Assad, đã dùng vũ khí hóa học sarin trong cuộc chiến. Tổng thống Obama cũng cho biết ông sẽ không quyết định bất cứ hành động nào cho đến khi tất cả mọi sự kiện được rõ ràng.